Khu đô thị mới An Phú, thành phố Hải Dương, tình trạng cỏ dại mọc tràn lan trên các vỉa hè, lề đường, cao ngang người đã diễn ra từ lâu, gây mất mỹ quan đô thị. Giải quyết tình trạng này, một số người dân đã đốt cỏ, vì thế những đám cháy lớn nhỏ thường xuyên xuất hiện, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khói và bụi cỏ cháy bay khắp khu đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, gây khó khăn cho đi lại của người và phương tiện. Đặc biệt, thời tiết hanh khô kết hợp với gió to nên những đám cháy lớn đã lan rộng và lan nhanh, gây hư hại hệ thống cây xanh và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của nhà cửa, phương tiện giao thông đang dừng đỗ bên đường.